lễ cưới là ngày trọng đại trong cả một đời người chắc chắn anh em nào cũng muốn từ đầu tới chân phải thật hoàn hảo chính vì thế ngoài bộ vest lịch lãm ra thì bạn cần có một đôi giày phù hợp và thoải mái vậy bí quyết nào để chọn giày cho chú rể hãy cùng ô ba khám phá ngay trong video này nhé hãy sắm cho mình một đôi giày da thật không chỉ dùng trong ngày cưới một đôi giày có thể theo gót chân bạn cả một quãng đường dài đằng sau nữa vì vậy thay vì phải sắm một đôi giày giả da, da chỉ đi được thời gian ngắn bạn nên lựa chọn cho mình một đôi giày làm từ chất liệu da thuộc. Những chất liệu này vừa bền bỉ với thời gian vừa có độ bóng vô cùng đẹp mắt, đảm bảo chú rể nào diện lên đều rất bảnh bào, sang trọng và cực kỳ thu hút. Sự hài hòa về màu sắc giữa bộ lễ phục và giày nam Để nổi bật với hình ảnh của một quý ông chỉn chu và tinh tế, sự hài hòa về màu sắc là vô cùng quan trọng. Cả xét đồ chỉ sang khi sự kết hợp giữa trang phục, các phụ kiện và giày tây phải ăn khớp với nhau đến mức độ hoàn hảo. Nguyên tắc tông sở tông luôn được ưu tiên hàng đầu trong việc phối đồ. Ngoài những đôi giày da đen, bạn cũng có thể chọn những đôi giày màu nâu hay đỏ đậm để tăng thêm điểm nhấn cho set đồ. Ngoài ra, để ăn điểm cao về sự tinh tế, hãy mang đôi giày da cùng tông màu với thắt lưng. Đây là một chú ý nhỏ giúp bạn tăng thêm phần lịch lãm đấy. Đi thử giày. Một mẹo nhỏ cho các anh em khi chọn giày, đó là hãy đi thử giày vào buổi chiều và chậm nhất là trước lễ cưới một tuần. Nguyên nhân ở đây chính là chân bạn thường có xu hướng co lại vào sáng sớm. Đến khi trời về chiều thì chân mới được giãn ra và có thể trở về kích thước nguyên bản. Ngoài ra, với những đôi giày mới thường có phong khá đứng và cứng, việc thử giày sớm sẽ giúp bạn quen với đôi giày hoặc có thể đổi nếu cần thiết. Lưu ý về chiều cao Các nàng dâu trong ngày cưới thường diện những đôi cao gót từ 5 đến 10 phân bởi vì nó có thể tôn lên vóc dáng mảnh mai, thanh thoát của họ. Vì vậy, nếu bạn không chênh lệch chiều cao quá nhiều với cô dâu, hãy sử dụng thêm đệm lót trong giày để có thể đạt được chiều cao cần thiết nhưng hãy chú ý để có thể di chuyển thoải mái. Trên đây là bí quyết chọn giày chú rể cho ngày trọng đại. Mong rằng những chàng rể tương lai sẽ lựa được đôi giày hoàn hảo để cùng người mình yêu sánh bước tại lễ đường linh thiêng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhấn like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video mới từ Oba nhé.